À, dạ xin chào các bạn. À, hôm nay là buổi sáng hôm nay là mình sẽ đưa ra là giải pháp là nâng cấp về card 4G. Các bạn nhìn thấy trên đây là card 4G không? Của thế hệ thứ 6 ha. Và bây giờ mình sẽ nâng cấp cho máy dòng Dell 7414 Rigos Latitude ha. Dell Latitude 7414 Rigos đây. Thì đối với dòng chúng ta nhìn thấy là laptop Dell đây là dòng dành cho là quân đội của Mỹ. Đó, chúng ta nhìn thấy rất là ngầu đúng không? Rất là đẹp đúng không? Thì hôm nay là mình sẽ đưa ra giải pháp là nâng cấp. Đó, và gắn card wifi lên đây. Thì đầu tiên là chúng ta nhìn thấy là về wifi nè. Wifi nó có hỗ trợ card 4G nha các bạn. Thì wifi là có, nhưng mà 4G đây là chưa có. Thì giờ mình thử coi như là mình sẽ gắn vào để mời các bạn cùng xem nha. Rồi, trước tiên mà chúng ta muốn gắn được thì các bạn sẽ vô đây nè. Các bạn sẽ tắt máy đi. Đó. Điều kiện mà gắn được, muốn hỗ trợ được thì chúng ta có những điều kiện như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ có về máy phải hỗ trợ về gắn card 4G ha. Rồi điều kiện thứ hai là chúng ta sẽ có về gì đây, điều kiện thứ hai nữa là phải có SIM 4G. Điều kiện thứ ba là chúng ta phải có cái card 4G. Đây mình có card 4G đây các bạn, chắc là khá là nhiều đúng không? Đó, đây là card 4G nha, các bạn thấy không? Rồi bây giờ như sau, chúng ta sẽ tắt máy và chúng ta tháo pin ra. Tháo pin này mình tháo ở dưới đây nè. Đây các bạn sẽ xem đây nè. Đây. Tháo pin ra nha. Đây vị trí về pin đây. Mình đã tắt nguồn rồi. Và bây giờ mình sẽ tháo pin ra. Đây tháo pin ra. Đó. Thì để tháo pin ra được như thế này thì chúng ta cắt liên nguồn điện pin. Rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta tháo về mặt đằng sau này ra để chúng ta nâng cấp lên. Rồi bây giờ mình sẽ tháo mặt đằng sau ra, mình nâng cấp lên. Chúng ta cùng xem. Đây, bây giờ đây là mình sẽ tháo cái nắp này ra ha. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là mình sẽ dùng một cái tua vít. Chúng ta sẽ tháo ra. À, cái này là nắp bằng hợp kim mà. Đó. Rất là chắc chắn. Và bây giờ mình sẽ thử tháo ra để mời chúng ta xem. Các bạn sẽ tháo hết toàn bộ đây ra luôn. Nhìn cực kỳ chắc chắn các bạn. Tổng cộng đây là tới là 1 2 3 4 nè, 5 nè, 5 góc rồi đó. Có bao nhiêu con ốc nha. Ở đây là dòng máy này chúng ta sẽ nâng cấp về card 4G lên 7 ốc nè. Mình tháo hết ra luôn. Mời chúng ta xem. Dòng về quân đội thì chúng ta thấy là khá là nhiều ốc. Để làm chi? Mang tính dự về chắc chắn. Và đây là một cái tấm nền để nó giải nhiệt cho một cái máy luôn. Đó. Và được một cái là toàn bộ ốc ở đây là đều giống nhau hết, nên khi chúng ta tháo chúng ta cũng dễ chịu hơn là tháo ốc. Toàn bộ ốc ở đây cũng có thể là giống nhau đó. Đây là dòng La Dell Latitude 14 Rigos Extreme Extreme ha. Và đây là phiên bản của máy này là 7414. Hôm nay là mình sẽ nâng cấp về card 4G cho dòng Dell này. Khi chúng ta hay đi ra ngoài, chúng ta hay phải di chuyển, chúng ta cần về mạng 4G. Thì lúc này chúng ta sẽ có về sử dụng về card 4G chúng ta nâng cấp lên. Chúng ta gắn được trên đây. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là về 4G rất là đỉnh ha. Đó, đây là mình đang tháo ra. Khá là nhiều ốc. Các bạn thấy chưa? Đây là toàn bộ số ốc mà mình đang tháo ra. Đây thêm ba hai góc nữa, là hai góc cuối cùng chúng ta tháo. Đó. Đây là chúng ta sẽ tháo ra về phía trong đây. Các bạn thấy không? Đó, phía trong. Giải nhiệt nè. Hợp kim là làm cái gân này lên để cho cái nắp rất là cứng, mặc dù rất là cứng mà nhẹ lắm các bạn. Nó là giống bằng antimon á, nên chúng ta nhìn thấy là cứng cáp và chắc chắn. Đây là vị trí về pin nè, các bạn thấy đây là vị pin không, pin nè, hốc tản nhiệt pin nè. Đó, hồi nãy mình mới rút cục pin ra, rồi đi quang nè. Card 4G đây chúng ta để đây. Đây là card wifi nè, chuẩn AC nè. Đó, tất cả nằm đây hết luôn, chúng ta thấy rất là tiện các bạn. Đây là ổ cứng. Rồi bây giờ như sau, mình sẽ zoom lên để xem, chúng ta xem là coi nội thất bên trong nó như thế nào. Và đây là pin ha,
65W, khá là gồ ghề, khá là chắc, hot watt luôn, cắm nóng, rút nóng. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái cạc 4G ngay chỗ vị trí này nè. Đó, bây giờ chúng ta sẽ zoom lên và chúng ta gắn cạc 4G vô nha. À, để mà chúng ta gắn được cạc 4G đây, các bạn nhìn thấy nè. Đây là cạc 4G nè. Thấy chưa? Đó, Wacom ha. Nhìn rất là sắc sảo, có vị mạ vàng trên đây. Bây giờ cái chân cạc này chúng ta sẽ nhìn thấy, chúng ta lau sạch cái chân này đi và chúng ta ghim vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào nè. Đây. Gắn cạc 4G đây. Đó. Chúng ta đặt xuống như thế này. Và chúng ta nhấc cái cáp vào lên cái. Cáp đây nó sẽ bị vướng nè. Cáp của cạc wifi. Đó thì khi nó bị vướng thì mình sẽ nương một xíu. Thấy chưa? Mình nhấc này ra trước đi ha. Đây. Đây là mình sẽ gắn được cái cạc quay 4G vô nè, các bạn thấy không? Và lúc này cái cạc wifi, cái dây wifi anten nè, đó. Thì lúc này mình sẽ gắn vào đây. Ghim vào đây nè. Chứ đặt về thẳng đây thôi. Đó. Nên đặt thẳng vô nha. Và lúc này chúng ta sẽ nhấn cái gì đây? Cái anten lại. Đó, đó là anten. Anten để lấy sóng. Đây. Thì đây là cạc Wacom ha, cạc 4G. Và vị trí đây là vị trí về VLAN nè, 4G nè. Chúng ta có thể ghim vào. Đó. Đây là cạc wifi, chuẩn wifi 5 ha. Thì sau khi mà chúng ta đã gắn được cái này xong rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục và chúng ta để nắp lại. Trước khi để nắp lại thì bây giờ mình muốn bật lên thử và gắn lên thử, test lên cho các bạn xem. Mở lên cho các bạn xem ha. Pin nè. Pin mình cũng có gắn pin vô này. Đây. Sẵn đây là mình mời các bạn xem về cái hình thức về pin. Pin nếu như mà nằm ở trong nó sẽ như thế nào. Đó. Thấy không? Đó, pin ở trong sẽ như thế này nè các bạn. Thấy chưa? Đây là pin của Dell RealGood đây. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên thử ha. Coi máy coi đã nhận được cái cạc 4G hay chưa. Điều kiện thứ nhất là phải có được cái máy hỗ trợ. Điều kiện thứ hai là có được cái cạc 4G như thế này. Và điều kiện thứ ba là chúng ta phải gắn được sim. Sim lắm là chúng bạn sẽ gắn sim trên đây. Đây máy đang khởi động đây. Đây các bạn. Sau khi máy hoạt động lên này nè. Đó, bây giờ mình sẽ có sim nè. Thấy không? Sim đây là sim mình mở lên nè, sim Vina nè. Cho các bạn xem. Đây ha. Đây, sim đây. Đó, Vinaphone ha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào đây nè. Gắn vào đây là mình đang vừa quay vừa gắn nên có thể là các bạn xem kỹ giúp mình nha. Đó. Nhấn vô. Khi chúng ta đặt đúng vị trí nè, các bạn nhấn xuống. Thấy không? Đó, nhấn vô đứng kia cái kịch nè, chúng ta muốn nhấc ra nè. Nó nhấc ra nè, gắn vào nè. Đó, thấy chưa? Đó là có sim. Là mình quay qua bên hông đây thì các bạn xem nè. Hiện tại là mình đã có về này, mình đã có về gì đây? Có cạc 4G nè. Điều kiện thứ hai là có sim 4G nè. Và điều kiện thứ ba là máy mình hỗ trợ. Và máy quân đội thì các bạn nhớ lưu ý là sao? Chắc chắn là 100% có hỗ trợ. Máy quân đội mà. Đó. Và bây giờ đây là mình mới gắn sim vào rồi nè. Chúng ta thấy không? Có nhận được là Việt Nam nè, Vinaphone nè. Rất là tuyệt vời luôn các bạn. Đây bộ 4 cột sóng đây. 4 cột sóng của cái máy đây. Cột sóng thứ nhất là gì đây? Wi-Fi. Cột sóng thứ hai là 4G. Bây giờ mình tắt thử Wi-Fi đi. Đó, mình chưa lại cột sóng của LTE thôi. 4G. Để zoom lên nè, chúng ta xem. Đó, Vinaphone này ha. Rồi, đây là sau khi mà mình đã ráp xong rồi nè. Các bạn thấy chưa? Đó. Và bây giờ mình sẽ thử lại ha, thử vô trên trang của vô Google được coi. Ví dụ đây mình vô Google mình gõ vô là nhấp vlog nè. Đó. Nhấp vlog đây các bạn. Thấy chưa? Vô tư luôn các bạn ơi. Thưa các bạn. Đó. Thấy chưa? Thì coi như là chúng ta đã có được gắn được sim 4G rồi, coi như thành công rồi nè. Một cái máy laptop mà không cần wifi luôn nè. Wifi đây mình đã tắt rồi nè. Các bạn sẽ nhìn thấy nha. Nhìn thật kỹ giống mình nha. Nè wifi nè, mình đã tắt rồi nè. Mặc dù không có wifi, không có mạng cắm dây. Đó, nhưng mà 4G có. Thì lúc này chúng ta sẽ lướt vô chúng ta xem thử nè. Thấy không? Đó. Xem bình thường nha. Thấy chưa? Rất là tuyệt vời đúng không? Có mở lên được bình thường. Đó, sau khi mình đã nè, lên được rồi nè. Đó, các bạn thấy chưa? Thì quá trình mà coi như là thay sim nè. Gắn sim 4G vô là đã xong. Thì đây là máy này là anh mình cũng có một vị khách rất là thân thuộc, thân quen. Đây là anh Sơn. Anh Sơn có lấy nè, đây. Đó anh Sơn đây. Thì anh Sơn là có
nâng cấp cái cạc 4G lên và ủng hộ về nhất vlog. Thì ở đây là các bạn nhìn thấy là máy này anh Sơn trước đây có lấy, và hôm nay anh Sơn tới là nâng cấp về cái cạc 4G lên để sử dụng đó. Thì coi như là quá trình nâng cấp của cạc là coi như đã thành công. Bây giờ mình tắt máy đi và mình sẽ coi như là sao các bạn, tắt máy và coi như là gắn lại ha, để kiểm tra lần nữa và bàn giao cho anh Sơn. Đây các bạn, đây là mình đã gắn cái máy và ốp lại. Bây giờ mình sẽ gắn lại ha, gắn lại máy này. Thì máy này là hồi nãy là anh Sơn đếm được bao nhiêu con ốc anh Sơn? Bao nhiêu Tới con ốc? tới 30 nó. 30 ốc, quá đỉnh luôn. Cái máy dòng quân đội đó, rất là khích các anh. Nhẫn nhờ nó có một cái lớp rong cao su ở đây, cảm giác nó êm lắm. Rồi bây giờ mình sẽ siết lại và bàn giao cho khách. 29 con ốc, chính xác là 29 con. 29 con à, quá nhiều. Ốc nào giống nhau hết. Ghi mất lại. Đây là dòng Dell Latitude 14 Rigos Extreme ha. 7414. Một dòng máy coi như là dành riêng cho quân đội. Đó, lính Mỹ. Những ai mà cần về máy và cho nên chúng ta làm về xây dựng, chúng ta làm về như là hay đi công trình, chúng ta hay đi về như là những nơi mà cần về có những cái máy phải là môi trường khắc nghiệt, thì dòng máy quân đội này có thể đáp ứng được. Và cả thế giới hiện nay là chỉ có hai, có một số nhà sản xuất, ba nhà sản xuất thôi là chính, đó chính là dòng Dell, Dell Latitude Rigos ha, dòng Dell nè, hãng Dell. Rồi hãng nữa là gì đây, Panasonic, và thêm một cái hãng nữa. Đây là sau khi là mình đã gắn xong hết rồi, bây giờ mình sẽ mở lên thử đó, dòng quân đội nha. Dòng này các bạn nhìn thấy rất là gồ ghề, rất là chắc chắn. Chúng ta có thể là rơi từ độ cao ở có khi ở vài mét không xi nhê gì hết, đứng lên được, xe tăng xe còn cán qua được, không xi nhê mà đó. Đây dòng quân đội đây đó. Bây giờ mình sẽ test lại lần nữa nha các bạn xem. Đây, và hiện tại là coi như là mình đã mở máy lên được và mình sẽ test vào sim nè, thấy chưa, lên được ok ha. Và bây giờ mình sẽ bàn giao và trao trả khách hàng đó. Đây, lít vô thử coi bạn thấy không, vô rất là tuyệt vời đúng không. Rồi clip ở đây là mình xin tạm dừng đây nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hết rồi, đẹp chưa? Đây, đó. Bye bye các bạn nha.